Ôi. Cô có sao không? Nè, cô chậm máu đỡ đi. Còn có băng keo cá nhân nè. Lần sau cô phải cẩn thận hơn. Cũng may là chỉ sượt nhẹ qua tay thôi. Cảm ơn con nha. Không sao rồi. Ừ, không sao. Mà cô dễ đẹp, cắt cũng đẹp nữa. Vậy hả? Dạ. Học trò tiến bộ là nhờ thầy giỏi á. Cà phê ha. Dạ, cô mua cho con một ly. Ừ. Nhưng mà lần này cô phải để con trả tiền nha. Với lại sẵn con mời cô luôn. Ừ. Chờ cô chút nha. Dạ. Ủa, cô quên gì hả? Cô nào đây? Ủa, mẹ. Cô dưới xưởng mai á, cô hay lên đây nhờ cô hướng dẫn lắm. À. Còn Mai Anh đâu? Sao không rày ấy, mẹ chưa được gặp Mai Anh. Con đã nói mẹ ở nhà đợi con rồi, con về con chở mẹ ra bến xe. Mẹ lên công ty làm chi cho mất công không biết. Bởi vì mẹ thích ngắm cái xưởng. Hồi trước á, lúc ba con còn sống á, ba con mơ ước có một cái xưởng như vậy. Quân nè, có việc này á, mày nghĩ con nên chú ý một chút nha. Dạ. Con sống ở đây á, thì con nhớ để ý đến bác Bảy với Dương một chút. Mẹ thấy tội nghiệp cho bác Bảy quá. Con cố gắng làm sao á, để hàn gắn tình cảm hai cha con bác. Dạ, con biết rồi. Ừ, thôi bây giờ để con chở mẹ đi ăn trưa, rồi chở mẹ ra bến xe luôn. Cũng được. Mình đi mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? À, không có. Chỉ là mẹ thấy bóng người. Mẹ hơi mệt. Con đưa mẹ về nhà đi. Dạ. Chào chị. Ủa? Bữa nay hai mẹ con đi đâu vậy nè? Chào cô. Anh, dẫn mẹ em tới ăn hủ tiếu ngon nhất Sài Gòn này. Trời ơi, không nhận dẻo miệng ghê vậy đó. Hôm trước chú đẩy cô tới nhà chơi. Dạ. Thằng Quân có kể tôi nghe. Nên hôm nay trước tiên tới thăm, sẵn tiện ăn thử luôn. Để con vô con làm hai tô đặc biệt nha. Cô cầm. Dạ. Thật sự là tôi mang ơn cô rất nhiều. Tại vì thằng Quân nó kể tôi nghe hết mọi chuyện rồi. Nếu đêm hôm đó không có cô, không biết giờ nó làm sao luôn. Con nói thiệt với cô nha, bữa đó mà nó không có cứu con á là con tiêu rồi. Tụi nó quậy con dữ lắm. Mẹ, mẹ đi với con đưa mẹ vô tham quan chỗ ở của tụi con nha. Ủa cái gì vậy? Để cho mẹ ngồi đây ăn cái đã. Tự nhiên vô tham quan gì? Thôi. Tuy nó không đẹp nhưng mà nó rất là đẹp. Có người nói với con ở nơi này đẹp nhất là tình người. Trời đất ơi, sao bữa nay văn vẻ dữ à. Câu này không phải của em nha. Của ai vậy? Mà là anh Đại. Trời ơi, ông nội đó nữa. Đi nè. Ủa nhưng mà quên á, cô cầm. Cô làm cho tôi ba tô. Nhưng mà ba tô đem đi nha. Tại vì tôi mang qua nhà người bạn. Mà nói thiệt nha, nãy giờ đứng đây á, nghe mùi thơm từ nước lèo bốc ra, trời ơi, chịu không nổi luôn á, chắc chắn là ngon lắm. Mà con nói thiệt nha, nếu như mà cô ngồi đây ăn tại chỗ này còn ngon hơn nữa đó. Mẹ, đem cho ai nữa vậy? Mẹ quên mất, bác Bảy mời á mẹ con mình qua bển ăn tối.
Mà mai mẹ về quê rồi, không qua không được con. Con cũng xém quên luôn. Chị, nếu vậy chị làm cho em ba tô mà bỏ cho tôi nhựa nha. Tại vì ở bên công ty không có chén đũa gì hết á. Ừ, nhưng mà chỉ có hộp nhựa thôi nha, không có tô à nghe. Dạ, cũng được. Được, không sao đâu. Mình đi mẹ. Em gửi xe để em xíu chị. Rồi, được rồi.